Xin chào các bạn, bây giờ mình qua hai cái âm nữa các bạn ha. Cũng cùng khẩu hình miệng nhưng mà một âm á, là có hơi gió, có hơi 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 ra. Mình nói đến cái này là mình hay bị lúng túng. Có thổi hơi ra các bạn. Có một âm ha, còn một âm á, là rung cổ họng các bạn ha. Mình hay ghép hai cái âm mà nó cùng chung một cái khẩu hình miệng nhưng mà nó khác nhau, là một âm thì thổi hơi ra, một âm thì rung cổ họng, để các bạn dễ nhớ. Giống như là mình cứ ghép đôi vậy á các bạn, mình tìm ra những cái âm nào mà giống như nó tương tự nhau hoặc là nó dễ bị giống như lẫn lộn nhau á, thì để các bạn dễ nhớ và các bạn phân biệt được, và khi mà các bạn nghe thì các bạn sẽ nghe cái sự khác nhau ha. Bây giờ mình phát âm, có âm thổi hơi ra ha, cái âm S này á. Bây giờ các bạn nghe này. Các bạn khẩu hình miệng ha, các bạn cười ra hai cái mép miệng á, bành ra hai bên á. Hai hàm răng khép lại ha, không có phải là cười ha ha ha, mà hai hàm răng khép lại. Xong các bạn, các bạn nghe không? Các bạn giống như là các bạn nói chữ sơ mà các bạn vậy đó, là có hơi ra, có thổi hơi ra các bạn ha, có hơi gì ra. Bây giờ cái âm thứ hai ha, âm gì? Bây giờ các bạn nghe ha. Cũng là các bạn cũng cười ra ha, các bạn cũng hai cái mép miệng á, cũng bành ra hai bên, hai hàm răng cũng khép lại với nhau. Bây giờ các bạn nghe ha, các bạn thấy không, rung cổ họng ha. Một âm á là có thổi hơi ra, một âm á rung cổ họng. Cái âm rung của họng này á, là các bạn có tưởng tượng là con ong á, nó bay á, nó bay, nó kêu zzz, thì các bạn nhại lại kiểu đó. Các bạn thấy có dễ không? Không có khó ha, khi mà các bạn biết và các bạn nắm vững cái âm. Còn mà các bạn không có nắm á, thì hai cái âm này nó rất là dễ nhầm lẫn nhau. Khi mà các bạn phát âm và các bạn nghe á, các bạn cũng rất là khó phân biệt á. Cho nên nếu mà các bạn biết được á, là một âm á, là thổi hơi ra, một âm á, rung cổ họng, thì các bạn sẽ dễ dàng hơn ha. Bây giờ mình vào tra từ điển các bạn ha. Mình vào tra từ điển để mà mình tra từ điển cái từ là kiền ha, giống như kiền cáo á. Và cái từ sở thủ các bạn ha, mình vào mình tra từ điển rồi mình nghe ha. Nhiều lúc một từ mà nó có hai ba nghĩa khác nhau á các bạn, thì cái này mình học sau ha. Bây giờ mình học cái phát âm á, là cái chính các bạn ha, cái kỹ hiệu phiên âm và cách phát âm á, và tra từ điển ha. Rồi từ từ mình sẽ học sau, khi mà mình viết câu rồi mình dịch ra, rồi giống như là mình cứ học dần dần á. Bây giờ các bạn vào cái trang từ điển này ha. Xong á, thì các bạn viết vào cái ô trắng đó cái từ mà các bạn cần tra. Thì các bạn thấy ha, là cái phiên âm quốc tế. Nhưng mà ở đây thì phiên âm quốc tế Anh và Anh Mỹ giống nhau ha, cái kỹ hiệu phiên âm giống nhau. Các bạn thấy không? Giống như là nó giống nhau á. Bây giờ các bạn nghe cái dòng ăn ha, phát âm. Bây giờ các bạn nghe cái dòng Mỹ ha, dòng Anh Mỹ ha. Đó, các bạn thấy không? Dòng ăn dòng Anh Mỹ. Và các bạn cứ bấm qua bấm về dòng anh Mỹ, cứ nghe vậy á các bạn cho quen á, và để cái kỹ hiệu phiên âm ha. Bây giờ mình qua cái phiên âm cái từ điển theo phiên âm theo kiểu Mỹ các bạn ha.
Các bạn vào cái trang này, xong các bạn viết vào cái ô màu trắng đó, cái chữ căng tin á, thì các bạn thấy ha. Các bạn thấy là cái ký hiệu phiên âm á. Xong á, thì các bạn bấm vào cái lá cờ Mỹ á. Các bạn nghe dòng Mỹ ha. Sue, Sue, Sue. Bấm qua lá cờ Anh, nghe dòng Anh ha. Sue, Sue. Dòng Mỹ này, Sue, Sue, Sue. dòng Anh này, Sue, Sue, Sue. Sue. đó các bạn cứ bấm qua bấm về rồi các bạn kéo xuống, các bạn kéo xuống, các bạn tra cái từ điển tiếng tiếng Việt á. Xong á thì các bạn thấy không, các bạn bấm vào cái tiếng Việt ha, các bạn nghe ha. Đó, thấy chưa? Thì cái từ này nó có những cái nghĩa khác nhau, các bạn thấy số 1 và số 2 không? Thì từ từ mình sẽ học sâu hơn ha. Một cái từ nhiều lúc có hai ba nghĩa tùy theo nó đi trong cái giới từ nào, rồi tùy cái này cái kia các bạn, rồi nói chung là khi mà vào câu thì mình sẽ chia sẻ sâu hơn. Bây giờ mình chú trọng đến cái cách phát âm ha. Thì các bạn thấy ha, bây giờ qua cái từ sở thủ ha, thì các bạn cố gắng nghe ha, để các bạn phân biệt được hai cái âm á. Khi mà nghe từ điển xong á, thì chúng ta cùng nhau phát âm ha, và mình sẽ giải thích thêm thêm á. Các bạn vào cái trang từ điển này ha, xong các bạn thấy cái ô trắng ấy, các bạn viết cái từ mà các bạn cần á, cần tra, thì các bạn thấy ha, cái phiên âm quốc tế các bạn ha, theo kiểu Anh ha và Anh Mỹ ở đây thì giống nhau các bạn ha, những phiên âm ký hiệu phiên âm quốc tế các bạn ha. Và khi mà các bạn nghe đọc á, thì các bạn nghe kỹ ha. Dòng Anh ha. Dù, 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 dù. Bây giờ các bạn qua nghe dòng Anh Mỹ các bạn ha. Zoo, 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 zoo. Anh ha. Zoo. Anh Mỹ. Zoo. Các bạn thấy không? Giống như là các bạn cứ nghe qua nghe lại vậy á, và các bạn nhìn vào cái ký hiệu phiên âm ha. Bây giờ mình qua cái phiên âm Mỹ các bạn ha. Mình sẽ chỉ vào cái trang phiên âm Mỹ. Đó, các bạn vào cái trang này ha, phiên âm Mỹ, xong các bạn vào cái ô trắng đó, các bạn ghi cái từ mà các bạn muốn tra, thì các bạn thấy ha. Bạn thấy cái từ sở thủ này, cái phiên âm Mỹ này. Đó, các bạn phải nhìn kỹ cái phiên âm ký hiệu phiên âm Mỹ á. Xong á thì các bạn bấm vào cái lá cờ Mỹ để nghe dòng Mỹ đọc á. Zoo, zoo, zoo. Các bạn bấm qua lá cờ Anh, nghe dòng Anh đọc ha. Zoo, zoo. Mỹ. Zoo. Anh. Zoo. Đó, các bạn cứ bấm qua bấm về về á. Và các bạn nhớ ha, cái này là ký hiệu phiên âm Mỹ. Và các bạn kéo xuống ha, các bạn kéo xuống để các bạn thấy tra cái tiếng Việt á. Giống như ở đây là như mình hay nói á, là cái từ điển phiên âm Mỹ á, là nó có dịch ra nhiều thứ tiếng ha, trong cái từ điển á. Các bạn kéo xuống thì các bạn thấy cái chữ Việt Nam á, tiếng Việt, chữ tiếng Việt, thì các bạn đó, các bạn thấy không, là vườn thú. Các bạn bấm vào cái từ vườn thú đó để nghe người cái tiếng nghe tiếng Việt ha. Vườn thú, vườn thú, vườn Đó, thú. các bạn cứ cái cách tra từ điển là vậy á các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ phát âm hai cái từ này ha, để các bạn phân biệt được cái hai cái âm khác nhau á. Cái từ đầu tiên các bạn ha, là kiền á.
Sư. Sư. Bạn nhớ ha. Cười ra ha. Hai hàm răng xịt lại xong. Sư. Sư. Các bạn ha. Sư. Bây giờ mình phát âm cái từ sở thủ ha. Các bạn nghe kỹ ha. Dư. Dư. Z. Bạn nhớ phân biệt ha. S, z, s, z, s, z. À, các bạn cố gắng tập á, giống như nắm vững những cái ký hiệu phiên âm á, rồi tập, rồi mình sẽ chia sẻ sau ha, là giống như là khi mà vào trong cái từ á, mình sẽ chia sẻ sâu hơn, là có nghĩa là hai cái âm này á mà nó đi đầu một cái từ á, là mình phát âm mạnh ha, phát âm rõ. Còn mà khi mà nó đi những cái phát âm nó mạnh hơn á, còn mà đi cuối từ á, hai cái âm này mà nó nằm cuối từ á, là các bạn phát âm nhẹ lại á các bạn, giống như là hoặc là hai cái âm này á mà nó đứng cuối từ á, thỉnh thoảng á người ta phát âm các bạn ha, những người mà nói tiếng Anh á, những người bản xứ hoặc là những người mà họ mà nói giỏi tiếng Anh á, hoặc là họ nắm vững cái căn bản á, cái nắm vững cái kiến thức á, thì khi mà họ phát âm á các bạn, giống như là hai cái âm này mà nó đứng đằng sau á, thì nhiều lúc các bạn không có nghe rửa được ha, không có nghe được hai cái âm này, thì cái đó mình sẽ bày cho các bạn sau ha, giống như khi mà đi sâu vào á, mình sẽ bày cho các bạn sau để mà cái cách tập nghe tốt hơn và cái cách phát âm là cũng tốt hơn nữa các bạn, giống như những cái bước đi sâu hơn, có nghĩa là cũng căn bản nhưng mà đi sâu sâu hơn á, giống như mình chia sẻ từ từ á để cho các bạn tiếp thu tốt á, còn mà mình chia sẻ một tràng luôn á thì mình sợ các bạn rối á, cho nên sau này mình sẽ chia sẻ, mình nói ví dụ là cái từ nào là có rung cổ họng, cái âm chứ âm nào là có rung cổ họng, âm nào là có thổi hơi ra, nhưng mà mình sẽ giải thích cái cách khác các bạn ha, cái từ khác thì các bạn sẽ học sau ha. Bây giờ mình đi như vậy đã, và hai cái âm này á là hai cái âm này á nó rất là quan trọng các bạn ha, các bạn không có thể là bỏ nó được, giống như là nó đứng ở ví dụ nó đứng ở những cái sau một cái từ nào đó, các bạn không có thể đọc lướt hoặc là bỏ nó, hoặc là đọc mà để cái khẩu hình miệng thôi chứ không có đọc ra, phải đọc ra các bạn ha, phải xì nó ra, giống như mặc dù là các bạn lẫn lộn nhau đi nữa nhưng mà nó có còn hơn không á các bạn. Cái hai cái âm này nó rất là quan trọng, để mình sẽ chia sẻ thêm thêm sau này á, thì các bạn sẽ nhận ra cái tầm quan trọng của hai cái âm này á. Và khi mà các bạn nắm cái căn bản rồi á, các bạn học sâu hơn cái căn bản, rồi học lên lên tầng bậc một á, thì các bạn mới nhận ra là cái bậc căn bản nó quan trọng cái đến cái mức độ nào các bạn ha, rất là quan trọng các bạn ha. Và đừng có học lướt á, mình nói đi nói lại á, mình nói rất là nhiều lần về vấn đề này á các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem chia sẻ của mình. Chúc các bạn luôn vui vẻ và học tốt. Hẹn gặp lại các bạn.